Chào các bạn, hôm nay mình sẽ live stream cái buổi học và thiết kế đào tạo đồ họa của trung tâm đồ họa 3D Kit ha, tại cơ sở Bình Thạnh, số 177 Bạch Đằng, Bình Thạnh. Thì các bạn hãy xem nha, mời các bạn xem. Đây là cái phòng học ở trên lầu 6 ha. Phòng này, phòng học này nó không lớn lắm nhưng mà nó trang thiết bị thì khá là chuyên nghiệp nha. Học viên khi lên lầu 6 thì các bạn sẽ vào đây để dép ở đây ha. Rồi bên mình là học kèm đồ họa chất lượng cao đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam nha. Mình chuyên đào tạo theo cái phương châm là nhanh chóng, linh hoạt và rất là tận tâm ha. Thì đây là điểm mạnh của bên mình ạ. Cái điểm mạnh này thì hầu hết thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có đơn vị nào đào tạo được như đồ họa 3D Kit ha, đào tạo cấp tốc ngắn hạn này, đào tạo trực tiếp và đào tạo online. Ngoài ra cái mảng gia sư doanh nghiệp và dạy kèm cho cá nhân là bên mình cũng tiên phong ha, ở Việt Nam. Ok, các bạn có thể liên hệ vào hotline đây, số điện thoại đây. Ok, bây giờ mình vào mình tham quan nha, vào mình tham quan cơ sở ở Bình Thạnh của mình nha các bạn. Các thầy cô đang giảng dạy đây. Chiếm một phần. Đang học ở đây mắt chương trình này diễn họa không gian phối cảnh và đây mắt giảng viên bên mình là kiến trúc sư nha các bạn, kiến trúc sư nhà thiết kế rất là kinh nghiệm, chia sẻ bạn những kiến thức rất là thực tế nha. Đây là kiến trúc sư đang học AutoCAD. Thank you.
chỉnh sửa hình ảnh. Là các cái môn học đào tạo tại bên kia là chứng nhận nha các bạn. Mềm thiết kế Illustrator. Mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you.